Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Hôm nay nhà Phương Đông sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng hiện đại mang mã số PT292202. Đây là thiết kế đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ phần kiến trúc với giá vô cùng ưu đãi, chỉ 3.999.000 đồng. Đừng bỏ qua cơ hội để các bạn sở hữu một hồ sơ chất lượng với chi phí vô cùng tiết kiệm so với những hồ sơ thông thường này nhé. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ PT292202, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 12,7m, chiều sâu là 11,7m, diện tích sử dụng khoảng 202m2. Ngôi nhà có công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Đây là một thiết kế có phòng khách rộng tới 35,8m2 với 3 cửa ra vào và phần sảnh rất thông thoáng. Chúng tôi đặt ở đây một bộ sofa gỗ bọc da hình chữ L, kết hợp thảm trải sàn tông màu sáng, mang tới một không gian rất sang trọng, là nơi gia chủ đón tiếp, trò chuyện cùng những vị khách tới chơi. Một vách gỗ gồm hệ lam và các ô tủ nhỏ đặt ở đây, cùng với kệ tivi, vừa có tác dụng trang trí, vừa giúp phân tách không gian căn phòng. Phía sau được bố trí một sập gỗ nguyên khối, để gia chủ có thể ngồi nghỉ ngơi, uống trà hay đánh cờ thư giãn. Không đặt quá nhiều đồ nội thất hay có những chi tiết trang trí đồ sộ, hoa văn cầu kỳ, nhưng chính cách bố trí và sử dụng màu sắc thanh thoát, nhẹ nhàng đã tạo điểm nhấn cho không gian, khiến ai một lần đặt chân đến phòng khách của gia chủ cũng phải trầm trồ. Phòng bếp 14,8m2 tuy không quá rộng nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi phục vụ cho quá trình nấu nướng. Chúng tôi đặt ở đây một bộ bàn ăn cho 6 đến 8 người, sẽ là nơi cả gia đình quây quần mỗi bữa ăn. Phòng bếp có cửa phụ để thuận tiện hơn cho gia chủ khi đi ra sân vườn hay đi chợ dọn dẹp. Hệ thống cửa xung quanh sẽ giúp không gian có nguồn ánh sáng tự nhiên, đồng thời giúp lưu thông không khí tốt nhất. Mẫu nhà này có 4 phòng ngủ, dành cho gia đình có đông thành viên có thể sinh hoạt thoải mái. Trong đó phòng ngủ tầng 1 rộng 14,4m2, sử dụng vệ sinh chung 3,7m2 ở đây. Phòng ngủ tầng 1 thường dành cho ông bà để đỡ phải lên xuống cầu thang nhiều bất tiện. 3 phòng ngủ còn lại đặt ở tầng 2, có diện tích lần lượt là 14,3, 15,1 và 15,4m2. 3 phòng này sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung 4,2m2. 2 phòng vệ sinh ở 2 tầng được bố trí đồng trục theo chiều thẳng đứng, sẽ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí và công sức khi thi công. Để tránh sự bí bách, ngột ngạt thì các phòng đều được thiết kế có cửa sổ xung quanh. Không gian thờ cúng 13,8m2 được đặt ở phòng riêng biệt, với ban thờ quay ra hướng mặt tiền theo đúng phong thủy. Ngoài ban thờ thì chúng tôi cũng đặt thêm một sập gỗ ở đây để gia chủ có thể đặt thêm đồ hoặc ngồi làm lễ. Vì sử dụng hương khói rất nhiều nên để cho căn phòng được thông thoáng, mát mẻ, chúng tôi đã thiết kế cửa sổ và cửa ra ban công, giúp nguồn sinh khí lưu thông thuận lợi. Như vậy các bạn vừa tìm hiểu sơ qua về công năng nội thất mẫu nhà. Tiếp theo đây, hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh 3D ngoại thất khác nhé. Mẫu nhà hình chữ L được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại, hệ cột trụ và các hình khối rất vuông vắn, mạch lạc cùng nền nhà tôn cao 3 bậc, mang tới cho ngôi nhà vẻ khỏe khoắn, vững chãi. Công trình sử dụng màu sơn trắng sứ là gam màu chủ đạo. Đây là gam màu hợp với tất cả các kiểu thiết kế mà không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, để tránh sự nhàm chán một màu thì chúng tôi đã sử dụng thêm những mảng tường được ốp gạch thẻ màu ghi xanh và những mảng tường sơn màu nâu đỏ, tạo nên một sự hòa trộn màu sắc rất tinh tế và ấn tượng. Hệ thống cửa của mẫu nhà này được dùng 100% bằng chất liệu khung nhôm sinh pha và kính cường lực, không chỉ mang tới cho công trình nét đẹp hiện đại mà còn giúp nội thất bên trong được cung cấp nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào, cho không gian sáng sủa và rộng mở hơn. Hệ lam sơn nâu đỏ ở tầng 2 vừa giúp che chắn bớt nắng, vừa có tác dụng trang trí, tạo điểm nhấn cho ban công ngôi nhà. Một yếu tố không thể không nhắc tới đó chính là hệ mái Nhật với rất nhiều ưu điểm. Không chỉ hoàn thiện vẻ đẹp thẩm mỹ mẫu nhà, hệ mái này còn có tác dụng điều hòa không khí, chống nóng, chống lạnh, chống ngấm sột rất tốt, giúp công trình trường tồn mãi với thời gian. Chúng tôi đã đặt các bồn hoa, cây cảnh xung quanh nhà và ở sân vườn để mang tới cho gia chủ một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, thư giãn thoải mái hơn. Hy vọng qua video này, các bạn sẽ có thêm ý tưởng cho ngôi nhà của mình. Hãy cho nhà Phương Đông một like nếu bạn thích mẫu nhà này nhé. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0888 625 888 để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.